thuê sân 2 giờ, anh Phong cũng tới. Được. Hôm qua tiệm vàng này đã bị người ta đánh cướp. Tôi nghe thằng Nam nói là nó đã bắn với mấy tên cướp ở trước cửa. Làm cảnh sát thì là nguy hiểm quá đi. Chuyện gì đây? Hôm qua tôi nhìn thấy tiệm vàng đó bị người ta đánh cướp. Nhìn thấy thằng Nam bắn với tên cướp. Còn có một nhân viên bị chết. Hôm qua lúc xảy ra vụ án, anh ở chung với tôi mà làm sao biết được? Không phải tôi chính mắt nhìn thấy, chỉ là đầu óc của tôi nảy sinh ra tình hình lúc đó. Nhiều khi ảo giác của con người xảy ra ngẫu nhiên trùng với hoàn cảnh sinh hoạt hiện thực cũng không phải không thể nào đâu. Nhưng mà sáng nay tôi làm phẫu thuật lại, nhìn thấy người đàn ông bị người ta giết chết. Tôi nghĩ là vì anh bị đụng xe, não bộ bị chấn động nên có nhiều ảo giác vậy thôi. Nếu là ảo giác tại sao chân thật quá vậy? Tôi nghĩ là anh cần phải nghi ngờ một chút. Có lẽ nó không sai. Trong khoảng khắc thì khó giải thích nhiều việc. Phải, đừng suy nghĩ thêm nữa. Đi đến bên tôi nhẹ nhàng chút sẽ thấy thoải mái hơn. Được, mình đi. Chào anh Phong. Qua sao hành trễ quá vậy? Tưởng hai anh không tới. Không gấp gáp gì chứ hả? Chờ chút không được sao? Có chuyện này định nói với anh. Ê, để tôi ngồi bên kia. Ờ, không cần, chúng ta ra ngoài kia nói. Chuyện gì đây? Đi đi. Đi đi mau. Tự nhiên. Chuyện gì? Chuyện như vậy? Hay lên vừa gọi tôi nói là có chuyện quan trọng, bây giờ tôi phải đi ngay. Thì anh đi trước đi, đâu cần báo với tôi. Đáng lẽ là không cần báo với anh, nhưng mà vấn đề là Gia Lợi đang tới. Vậy thì sao? Anh hiểu mà, anh là bạn già của tôi đó. Rồi anh muốn tôi xử sao? Đơn giản thôi, anh nói là tôi bận việc quan trọng đã bỏ đi, cổ tin tôi lắm. Anh nói giúp tôi là được rồi. Nói tôi tối nay sẽ điện thoại cho cổ. Cảm ơn. Quay. Ê, sao có mình anh vậy? Anh Phong đâu? Anh nói bận việc quan trọng đã bỏ đi rồi. Nó đánh bệnh mà. Ê anh, kêu nước uống đi. Ừ, được. Uống gì? Ê, Gia Lợi. Hai. Ý, sao nó đánh bệnh với anh Phong? Anh đâu? Anh nói bận việc quan trọng đã bỏ đi rồi. Việc quan trọng gì? Hình như là công ty gọi ảnh. Công ty? Có chuyện không? Tôi vừa ở công ty tới mà sao lại không gặp? Có lẽ là bộ tuyên truyền bận việc. Tuần sau chúng tôi có một mới đưa ra. Phải, bộ tuyên truyền gọi anh về. Vậy mà tôi phóng cho lẹ, tưởng là đi cine với ảnh. Bạn trai của cô lại bỏ hẹn. Không giận sao? Ảnh phải làm việc mà. Thật ra tôi làm nghề này tôi cũng thông cảm được. Nhưng mà tôi biết ảnh nếu làm xong việc nhất định sẽ gọi cho tôi. Phải, anh nói là làm việc xong sẽ điện thoại cho cô. Tôi đã nói rồi, tôi rất rành tính của ảnh. Thôi được, tôi vô toilet. Kêu giùm tôi ly cà phê. Được. Cảm ơn. Cô sao hả? Về nhà hay là đi ăn cơm chung? Tôi muốn về nhà vì tôi định chờ điện thoại của ảnh. Có lẽ tối nay anh sẽ rủ tôi ăn cơm. Rita, làm phiền nha. Rita, có chỗ nào có thể nhìn thấy sân bay vậy? Sao anh hỏi vậy? Trả lời trước đi. Nếu gần ở đây nhất là núi Phi Nga. Ở đây có thấy được sân bay hả? Ra ngoài kia là sẽ nhìn thấy. À. Là ở chỗ này. Sân bay kìa. Thật ra anh kiếm cái gì?
Sếp hay, thế nào, chuyện gì? Xác chết. Ê, anh hai, sao khi không có người tới đây vậy? Giờ lại kiếm ra được cái xác. Lần này thì không biết làm sao trả lời. Sếp hay. Chuyện gì? Tôi có chuyện muốn nói với sếp. Các người chờ chút nha. Thì ra xác chết đó là cây châm mà sếp Dương phái đi theo dõi trường số trường 3. Thật ra tại sao các người tới đó? Và làm sao phát hiện cái xác? Đáng lẽ tối hôm đó chúng tôi định về nhà, nhưng mà Rita hỏi chúng tôi ở đâu có thể nhìn thấy được sân bay. Rồi tôi trả lời là núi Phi Nga. Sau đó ảnh đổi đi. Sau khi tới đó, tôi nhìn thấy ảnh như là đã kiếm những cái gì bằng ký ức, và không bao lâu đã kiếm ra được cái xác. Tôi biết anh và anh hai là bạn thân, tôi cũng mong giúp được anh. Nhưng mà tôi đi cảnh sát bấy lâu là nhờ thu thập chứng cứ để phá án. Tôi nghĩ tất cả cảnh sát đều vậy thôi. Ok, cho dù tôi tin là anh nhờ cảm ứng tâm linh kiếm ra được cái xác, nhưng mà mai này khi ra tòa, quan tòa và bồi thẩm viên họ tin anh sao? Tôi không biết làm sao giải thích. Tôi chỉ biết là tôi dùng cảm ứng tâm linh cảm ứng được người đó bị người ta giết, sau đó thì bị trộn chân núi. Như vậy hung thủ giết người anh có biết là ai không? Không được rõ. Vậy còn địa điểm bị giết anh có biết chỗ nào không? Không biết. Rita, anh làm vậy tôi thiệt. Tôi thì không biết mà. Tôi không biết phải làm sao giải thích với anh. Vậy bây giờ tôi cho anh biết, kẻ chết là một người nằm vùng của cảnh sát. Anh ta bị người ta giết mà anh lại kiếm ra xác của ảnh. Dữ kiện này bất lợi cho anh đó. Tôi bỏ mặc các người nghĩ tôi thế nào. Tôi chỉ là muốn cho các người biết, tôi thì cảm ứng ra được người đó bị người ta giết chết, sau đó thì tôi mới kiếm ra được ảnh. Thật ra anh không cần lo lắng, anh vốn không có quan hệ gì với kẻ chết. Hơn nữa khi anh bị giết, anh đang ở trong nhà thương làm phẫu thuật mà, tất cả đều có chứng cứ, cảnh sát vốn không thể nghi ngờ tới anh. Cái việc này tôi không lo lắng. Thôi được, đã tới nhà, cảm ơn nhiều. Không gì. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sao về chuyện của Rita? Rồi cô nghĩ sao? Tôi thấy Rita có một năng lực cảm ứng khác với người thường. Nhưng mà khả năng cảm ứng vẫn chưa được khoa học chứng thực. Lại là câu này. Anh đâu có thể lần nào cũng dùng chữ ngẫu nhiên để giải thích tất cả mọi chuyện chứ. Tôi biết, nhưng mà tôi làm nghiên cứu khoa học đó mà. Lý luận phải qua nhiều chứng minh thực nghiệm thì mới nảy sinh ra được. Không được, tôi phải kiếm thời gian để nói chuyện riêng với bác sĩ Lý. Vậy thì cô. Má, Tử Kiện. Ý, sao khi không còn hút thuốc vậy? Lâu nay con không hút thuốc mà. Con chờ chút thôi mà. Thiếu gì trò chơi mà chơi trò hút thuốc. Được rồi má, ngủ sớm đi. Có phải dạo này làm việc cực khổ không? Hay là con ngủ sớm đi? Con biết. Nhớ nhà, đừng có hút thuốc nhiều, hại sức khỏe đó. Ờ,
Ngủ ngon. Đánh khá chút nha, đừng có lại thua bữa cơm đó. Alo. Phải, anh nhớ mà. Ok, 2 giờ rưỡi mà. Để lát tới đón em nha, bye bye. 2 giờ rưỡi, mình thôi tới 3 giờ mà. Vậy đánh được bao lâu? Đánh nửa tiếng. Vậy đánh làm gì? Ê, thông cảm gì mà, hay lên sinh nhật để tôi đưa cậu đi trường cho chơi. Vậy là anh đi sao? Rồi làm sao, không lẽ không đi hả? Nè, nói lần thứ 10 đó, rồi cô lại ra sao? Quê, có nhiều lần như vậy không? Ờ, nói thiệt chứ, tôi gạt người đàn bà, nghĩa là tôi còn nặng cổ mới gạt cổ thôi. Hả? Có phải bạn già không? Nếu là bạn già thì giúp tôi đi. Đừng có chơi tôi. Nghe tôi nói đi, tôi dàn xếp rất là đơn giản thôi. Hai hôm nay đã cùng anh đến thăm Quyến đánh cược. Cái gì? Lợi dụng tôi hả? Lần này quyết không thể được, tôi không kết bè làm vậy với anh đâu. Cái gì kết bè làm bậy chứ, đừng có nói như vậy mà. Có phải bạn già không? Là bạn già thì đừng lợi dụng tôi. Là bạn già thì cho tôi dùng luôn lần này nha. Ok. Giao rõ nha. Một lần cuối thôi. Ok, không thành vấn đề. Cảm ơn, cảm ơn. Bye bye. Quỳ, nè, một lần cuối thôi nha. Ok mà. Nè, người đó là hoàng đế Thiên Nhãn Thông. Hắn giống như là khùng điên gì đó. Lát nữa phỏng vấn ổng phải lên lợi một chút. Nếu như không hả, ông sẽ bỏ đi cho coi. Mình đi. Gia Lợi, qua đây. Mau lên. Tế Liên. Chào em. Chuyện gì? Vắng mặt hai ngày thôi, sao mặt hầm hầm vậy? Đừng có như vậy mà, tối nay để em xin đi nha. Là buổi chiếu đầu đó, khó lấy vé lắm, em thích tài tử này lắm. Anh đi dành cho người khác coi đi. Gia Lợi. Gia Lợi. Chị Bình, tôi có đoạn phim muốn chị coi. Đi. Đã nói với chị rồi mà, cái tầng phong này thì không có thể sáp vô được đâu. Tôi đã nhìn thấu suốt rồi mà, lại không có tin tôi nên mới bị gạt thôi. Còn tôi thì lại khác, tôi thì cẩn thận lắm. Cặp kè hả? Yêu đương hả? Cái chuyện này đàn ông thì hao tiền, còn đàn bà đó thì phải đau lòng. Hao tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng mà đau lòng thì khó chữa lắm. Biết chưa, làm ơn giùm. Anh thì tốt với tôi lắm. Kẻ cái là hắn không phải chỉ tốt với mình chị, anh tốt với tất cả những người đàn bà. Nói cho đẹp thì là lãng tử tình trường, nói nghe xấu hả thì là bừa bãi. Cho nên mới nói nha, mình làm đàn bà thì phải cẩn thận, phải khôn ngoan. Tin bọn đàn ông hả thì chỉ có chết thôi. Thế bạn già của chị tới rồi kìa. À Lợi, hôm nay không cần ra ngoại cảnh hả? Thì Cao, Gia Lợi thì phải có thông cáo mới ra ngoại cảnh. Anh nè, thầy lại tới kiếm bạn già của thầy hả? Không, hai hôm trước đánh cậu với ảnh xong, đã không gặp mặt, định tới kiếm bạn uống nước thôi. Đánh cậu? Đi đâu đánh cậu? Về Thẩm Quyến. Anh không cần phải nói thêm, tôi thì không ngờ anh cấu kết với anh để gạt tôi. Từ nay tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Gia Lợi. Gia Lợi, em hãy nghe giải thích đã. Xin lỗi em. Xin lỗi chuyện gì? Xin lỗi tôi với anh Hiền đã gạt em. Anh đã gạt em sao? Vậy hôm đó anh đã đi đâu? Anh hãy tự nói đi. Chuyện gì? Bí mật lắm à? Để em trả lời cho anh. Chiều hôm đó anh cùng với Hải Lân vô Trường Châu. Em không có nói sai chứ? Anh Hiền nói với em hả? Em chính mắt nhìn thấy ở tại bến đò. Phải, anh biết anh gạt em thiệt là không đúng. Xin lỗi em, không có lần sau nha. Tha cho lần này đi. Không được, chúng ta chia tay. Gia Lợi.
Tử Kiện, con nói dạo này con không được khỏe, sao không ngủ sớm đi? Được rồi. Con chưa muốn ngủ à? Hay là để má? Đừng xây chuyển con mà. Xin lỗi má. Tử Kiện, con xảy ra chuyện gì vậy? Dạo này con thay đổi nhiều. Con thì không gì đâu. Con nghe lời của má, con ngủ sớm. Chào, chào sếp. Chào. Thì Cao, bên trong đang có một người đang chờ ông. Vậy sao? Chào bác, là bác hả? Chuyện gì vậy? Hiền à, bác có chuyện này muốn bàn với cháu, là về Tử Kiện. Về chuyện của anh hả? Phải, cháu quan thần với nó, cháu phải giúp nó nhờ. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu như giúp được cháu sẽ giúp mà. Bác thấy nó đã thay đổi nhiều. Hôm xưa nó không có hút thuốc, nhưng mà dạo này nó nghiện thuốc lắm. Và mỗi lần hút thì hút thiệt là nhiều đó cháu à. Còn nữa, hồi tánh tốt hồi tánh xấu. Điều khủng khiếp nhất là lúc mà nó đi bộ thì giống như là... Giống cái gì? Giống người anh xanh đôi của nó Tử Siêu. Anh hai của anh đi bộ cách nào? Anh hai của nó từ nhỏ đã bị bệnh tê liệt, cho nên lúc đi thường hay đi cà nhắc. Nhưng mà anh hai của anh qua đời lâu rồi, lại bác mới gì tới ảnh? Bác biết, bác biết Tử Siêu ghét bác lắm. Nó về để đòi nợ đó mà. Đòi nợ? Đòi nợ gì? Bác có lỗi với nó, bác không có nên bỏ nó ở lại dưới quê, rồi mới hại chết nó. Con cầm đi, con cầm đi. Nè, ngoan ngoãn đi, nghe lời má đi đi mà. Nghe lời má đi đi. Cầm đi. Kêu réo cái gì đây, đi mau đi. Cầm đi, cầm đi. 20 năm trước tôi dẫn hai anh em nó đi tái giá, rồi theo cha cháu. Ê, mặc kệ nó đi, nó không đi thì mình đi. Mặc kệ nó, đi. Nó nói vậy đâu có được. Nó đã bỏ chạy ra khỏi nhà. Lúc đó tôi đã chạy ra ngoài, đi kiếm khắp nơi, nhưng mà kiếm ngoài không thấy Tử Siêu. Chuyện thì sắp rời bến rồi. Ông chồng của tôi lại nổi giận, rồi cuối cùng tôi đã bỏ lại nó một mình, rồi lên thuyền. Nhưng mà tôi thiệt không được yên bụng. Sau khi tôi qua bên Mỹ thì đã có nhờ bà con đi kiếm nó. Sau đó tôi biết được nó đã ở cô nhi viện. Tôi đã đi kiếm nó ngay, định dẫn nó đi. Ai dè tôi tới thì đã trễ rồi. Tôi định là làm ma chay cho Tử Siêu để siêu độ cho nó, mong là nó đừng có phá đám thằng em nữa thì tôi mới yên lòng. Yên tâm đi bác, cháu sẽ lo cho ảnh mà. Cảm ơn nhiều. Ê, Richard, khuya rồi anh chưa về xong. Phải. Chân của anh bị gì sẽ đi cả nhắc. Đồ cái gì? Tôi đã có hẹn với vợ của tôi đi nha. À, bye bye. Bye bye. Có chuyện gì buồn, lấy bia ra cho vậy. Đừng rảnh đó mà. Lại nghĩ tới người anh hả? Hờ, tôi nhìn là không có bí mật gì, đều bị anh nhìn xuống cả. Má anh đã tới kiếm tôi, anh có biết không vậy? Chuyện gì? Không gì, nói là dạo này anh đã xấu tánh đi nhiều, lại bày đặt hút thuốc. Lúc xưa anh đâu có hút thuốc chứ, thấy buồn sao? Ngay cả bản thân của tôi cũng không biết là tại sao nữa. Không biết nói. Rồi chân của anh, má nói anh dạo này đi cà nhắc lại, có phải bị đau không? Lúc nãy bạn chung sở cũng nói tôi như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy đâu có bị gì chứ. Đừng có nói thêm nữa, tụi mình ra uống nước nha. Được, coi bộ anh cũng nhẹ nhàng chút rồi, đi nha. Được. Quay, đi đi. Nè, hai em phải hầu hạ tốt cho anh Quý với lại anh Ba đó nha. Ê má mì, dạo này có cái mới hả?
Dạ phải anh ba, họ mới tới làm ngày hôm nay thôi. Nếu không có gì tôi ra ngoài trước nha. Anh ba, không gì chứ hả? Không. Quý, làm việc. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra gì đây? Đứng im, đứng im, ra đây, nè, đứng im. Trần Ba, anh chạy không thoát đâu, thả hồi ra. Thả hả? Tôi thả chứ, nhưng mà thả vô quan tài. Cho dù anh giết chết họ, anh cũng chết thôi. Chết hả? Tôi đã chết nhiều lần rồi. Huống chi lần này có nhiều người chết với tôi. Như vậy tôi đâu có chán, đâu có sợ cô đơn. Vậy anh muốn sao? Tôi muốn đi, nhưng mà phải trao đổi thì tôi mới thả người, anh biết chưa? Được, anh thả họ ra đi, tôi qua. Xếp hai đi. Chết đi. Ê, bây giờ anh còn ảo giác đó không? Cũng đã bớt nhiều. Vậy nghĩa là vẫn còn. Coi bộ là bị chứng hậu di sau lần đụng xe rồi. Hay là bây giờ đi kiểm tra lại đi, coi có nguy hiểm không? Chuyện gì? Ảo giác lại tới hả? Nhìn thấy thằng Nam. Nhìn thằng Nam. Đang bị người ta uy hiếp. Nó ở đâu? Như là chim sao chuỗi. Chạy vô đường hầm. Đúng vậy. Có thấy bây giờ thằng em của tôi ra sao không? Chân rối loạn. Là má đã đi du lịch. Nếu không bà biết được á, thì là lộn muốn chết. Hey, đâu có biết Trần Ba bảo vậy chứ. Ờ nè, xích thà đâu? Lúc em làm phẫu thuật thì anh vẫn ở đây đó mà. Sau đó thấy em không sao mới bỏ đi thôi. Nói là chút sẽ qua thăm em. À Nam à, em có điều tra ra chuyện dĩ vãng của Trần Ba hay không vậy? Có. Chỉ là cái người này điều tra đã lâu mà vẫn không biết thân phận của hắn. Chỉ biết là mấy năm trước đã xuống Hồng Kông và làm mấy cái vụ lớn. Tại sao khi không lại hỏi tới hắn? Có một việc này thấy lạ lắm. Là mỗi lần Richard anh nói là có năng lực cảm ứng đều có liên hệ tới Trần Ba. Còn nữa, Mark Richard nói là dạo này anh có thay đổi, vừa hút thuốc lại xấu tánh đi. Còn nữa, lúc anh đi bộ nhiều khi đi cà nhắc. Uầy, cái tên Trần Ba đó cũng đi cà nhắc. Bộ hai người họ không có quan hệ gì chứ hả? Chào bác. Chào Hiền, vô nhà ngồi chơi. Dạ. Phải rồi, cháu Nam bị thương ra sao hả? Dạ cảm ơn, nó khỏe khoắn lắm, không có gì đáng ngại đâu. Vậy là bác yên lòng. Xin lỗi bác khuya vậy mà tôi quấy rầy. Bác chưa ngủ mà. Thực ra lần này cháu tới là muốn xin bác về địa chỉ của cô nhi viện. Tại sao? Trực giác của cháu thấy là dạo này anh Richard như vậy, có lẽ có liên hệ tới anh hai của bác.
Có nói là sau khi cô như viện bị cháy, viện trưởng cô sống sót mà. Cháu muốn tới đó hỏi ổng về chuyện của anh Harris hả? Được, bác đi lấy cho cháu ngay nha. Cảm ơn. Hai. Hai. Tôi tưởng cô bỏ hẹn không tới chứ. Thật ra chuyện lần trước đâu có thể trách hết anh. Vì anh giúp cho bạn thôi mà. Tôi đối xử như vậy với anh tôi cũng có lỗi. Vậy bỏ nha, chuyện qua rồi đừng có nhắc nữa. Đúng rồi, anh gọi tôi ra có chuyện gì? Tôi định nhờ cô giúp một việc. Có gì có thể giúp được anh? Về chuyện của Rita. Ảnh đã xảy ra chuyện gì? Có phải lại liên hệ tới cảm ứng gì của ảnh hay không? Có thể nói vậy. Tôi muốn nhờ cô điều tra cái câu nhân viên ở đồng quản này giùm tôi. Ồ, không thành vấn đề. Vì lúc trước tôi cũng có tới nơi này để làm phỏng vấn rồi. Anh muốn tôi kiếm cái gì cho anh? Tôi muốn kiếm viện trưởng của cô nhân viên này và hỏi tài liệu của một người khác. Ai? Hắn ta là Lý Tử Siêu, là người anh sanh đôi của Rita. Ồ. Đồng quản. Nhắc tới trận lửa đó đã hai mươi mấy năm rồi. Tôi nhìn thấy các em nhỏ bị chết trong hỏa hoạn. Tôi thiệt đau lòng quá. Tới bây giờ vẫn không thể quên đi được. Vậy tại sao viện trưởng lại may mắn được thoát? Cũng nhờ hai thằng nghịch ngợm đó thôi. Tối hôm đó tôi phát hiện có hai đứa nhỏ chạy ra chơi. Tôi rượt ra ngoài định bắt họ về. Chính vì vậy đã được thoát nạn. Vậy có nghĩa là ngoài viện trưởng ra còn có hai em bé khác được thoát nạn? Phải. Bây giờ họ phải lớn tuổi lắm rồi. Vậy bà có còn nhớ tên của họ hay là tướng tá thế nào hay không? Đã lâu không nhớ lại nữa. Hình như là có một đứa biệt danh là Dịch Con. Dịch Con? Tên của nó thì tôi thiệt không nhớ lại được. Nhưng mà ai nấy đều cười nó, kêu nó là Dịch Con. Vì cười nó đi cà nhắc, chân dài chân ngắn đó mà. Anh hai, thằng ba bị què mà. Nếu như đứa nhỏ của cô như viện không bị chết, chắc có thể là anh hai của Rita. Cái một cảm ứng tâm linh này năm ngoái tôi đã có làm. Lúc đó có hai anh em kia tự nhiên điện thoại biểu chúng tôi tới để phỏng vấn. Lúc đó tôi cũng không tin vụ này cho lắm. Nhưng mà bây giờ không ngờ lại có chuyện này. Ok, bây giờ giả tỷ Rita với người anh hai có cảm ứng tâm linh. Vậy tại sao bây giờ mới có, hôm xưa lại không? Thật ra sau khi tôi bị đụng xe nhờ tôi kiểm tra cho tôi, nhớ là não bộ của tôi bị chấn động, sau đó tôi mới có cảm ứng này. Không biết là có liên quan tới chuyện này không? Vậy cũng đâu có phải là lạ. Bây giờ có nhiều nhà khoa học đã nói tiềm năng đại não của con người đã có nhiều nơi chưa có được khám phá. Rita, Trần Ba bây giờ là tội phạm tập nã của cảnh sát chúng tôi. Tôi biết nếu anh là anh hai của anh thì anh nhất định khó xử. Nhưng mà tôi hy vọng anh, nếu như anh có cảm ứng tâm linh thì báo cho chúng tôi biết. Anh ba mời người hả? Mời ngồi nha. Muốn ăn gì? Để chút đã. Dạ được. Qua bên ngồi đi. Mày không ăn đồ tới đây làm gì? Tôi không có ác ý, yên tâm đi. Tao không quen biết mày. Anh có phải Lý Tư Siêu không hả? Lầm người rồi. Tôi là Tử Kiệt. Lý Tử Kiệt.
Đừng có làm máu nha. Tôi muốn đưa cho anh con cái này. Anh còn nhớ không? Lúc còn nhỏ mình rất thích mấy viên bì này. Hôm xưa ở dưới quê, tuần nào thì chúng ta cũng thích để dành những viên bì lại. Khi để dành đủ rồi thì chúng ta bắt đầu chơi bắn bì. Em nghĩ là anh nhất định nhớ làng kế bên. Có đám nhỏ rất là dữ tợn, thường hay muốn tới viên bì của chúng ta. Ban đầu mình thấy họ đông như vậy không dám đánh với họ, cho tới khi có một lần bọn họ lại tới viên bì của mình. Rốt cuộc anh nhìn không nổi và đánh với họ, rồi đánh tới làng kế bên. Em một mình trở về nhà thì em rất là sợ. Má hỏi là anh đi đâu rồi, nói là anh không nên thân. Em không biết trả lời thế nào. Sau đó tên lấy về tới, em thấy anh cả cái mặt bị sưng. Thì ra anh đã giật về hết những viên bì của mình. Ê, nghĩ tới cái lần đó thiệt là đau ha. Nhưng mà hết cách thôi, tao ra đời sớm hơn mày một phút mà. Thằng lớn đương nhiên là phải che chở cho thằng nhỏ chứ. À phải, sao mày kiếm được tao? Nhờ vào cảm ứng. Cảm ứng? Dạo này em không biết tại sao có thể cảm ứng ra được anh đang ở đâu và đang làm gì. Anh nổ súng đánh cướp, cảm giác của em như là ở hiện trường vậy. Lạ như vậy hả? Sao tao không có cảm giác này? Sau khi bị đụng xe, não bộ bị chấn động thì mới có hiện tượng này mà thôi. Ha, có phải mình là anh em sinh đôi cho nên mới có cảm ứng đặc biệt này không hả? Phải ha, có lẽ giống như là mấy cái đứa sinh đôi. Đứa lớn mà bị bệnh á, thì đứa nhỏ cũng không được khỏe. Em nghĩ có lẽ như vậy. Hey, sinh đôi thì có lợi gì? Tao thì bị què, mày thì đi được chạy được. Tao thì đi làm trộm cướp, phóng hỏa giết người. Còn mày thì đi làm bác sĩ để cứu người. Hey. Thật ra mấy năm nay em và má đều nhớ tới anh. Bây giờ má thế nào? Sức khỏe thì vẫn khá. Nhiều khi trời trở gió thì bị trở cơn phòng thấp. Anh vẫn còn giận má? Không, tao đâu có giận bả. Tao biết là tao tự chuốc khổ, không chịu đi theo tụi bay thôi. Hôm xưa má có đi kiếm anh, chỉ là cuối cùng vì bất đắc dĩ mới theo chú qua bên Mỹ thôi. Nhưng mà má vẫn nhờ người đi kiếm anh. Nếu như bà muốn về kiếm tao, sao bà không tự về? Má có mà. Bà biết rằng ở cô nhi viện thì lập tức trở về. Nhưng mà sau khi về tới nơi thì mới biết cô nhi viện bị cháy, tưởng là anh bị chết trong quả quạng. Tới ngày hôm nay má vẫn cảm thấy hối hận. Má vẫn thường nói với em là hôm xưa đánh anh phạt anh là vì anh không nghe lời, sao anh chọc giận tới chú. Má đi theo chú là vì sinh hoạt của chúng ta thôi. Má nói là nếu như có thể cho má chọn lại thì má sẽ chọn anh. Theo em về gặp má đi, bà biết anh chưa chết thì nhất định sẽ mừng lắm. Nếu như để cho bà biết bây giờ tao là ăn cướp phóng hỏa giết người, thử hỏi bà có chịu gặp tao hay không. Cứ để bà nghĩ là tao chết rồi đi, đừng có báo hại bà con. Bỏ đi anh hai, đừng có làm nữa, rút tay đi. Em thì sợ thấy anh có một ngày sẽ bị cảnh sát bắn chết. Tao tình nguyện vậy mà. Hồi nhỏ tao đã lẻ loi một mình trong cô nhi viện, bây giờ tao đã lớn rồi, tao không muốn phải sống một mình ở trong tù đâu. Nếu như cảnh sát kiếm được tao hả, thì chỉ có một con đường chết thôi. Tao không sợ, cùng lắm thì tao chết chung với mấy cái thằng cảnh sát đó. Anh làm vậy làm gì? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại. Em thiệt là, em thiệt không muốn. Dẹp đi, nay mai tao sẽ trốn đi chỗ khác. Tao liên lạc mày sau.
Thím hai à, ăn bánh dẻo hay không? Ngon lắm đó. Ăn miếng nha. Cảm ơn. Tôi không khách sáo. Thiệt là ngon lắm. Lúc xưa chưa hề thấy cậu mà. À phải, tôi mới vừa dọn tới đây thôi. Bánh ngon không vậy? Ăn thêm nha. Cảm ơn nhiều. Thật ra tôi cũng thích ăn bánh dẻo này lắm. Thằng con lớn của tôi cũng vậy. Tôi còn nhớ có một lần tôi đã dành ăn với nó. Nghĩ lại thiệt tức cười. Nhưng mà bây giờ đã không ai dành ăn với tôi nữa. Tại sao? Tại vì nó đã không ở đây. Chị Phương à, đi uống trà nha. À được. À cậu này, cảm ơn cái bánh của cậu nha. Ê đừng khách sáo, nếu như bà thích hay là lấy hết đi nha. Không được đâu, vậy đâu có được. Đâu có sao. Bà coi, bánh này còn nóng hổi. Nhằm lúc tôi bị đau dạ dày, tôi không thể ăn nhiều đâu. Nè, bà lấy đi. Vậy được, bữa khác gặp lại cậu sẽ đãi cậu ăn nha hả? Được. Cà phê. Một ly cà phê. Ây da. Có gì đáng ngại đâu, sẽ được lành lại mau. Như vậy em cũng yên lòng, ít ra tối nay cũng được đi. Tối nay không đi. Tại sao? Anh hai à, mình đã chuẩn bị thuyền rồi. Nếu tối nay không đi, cảnh sát dễ kiếm tới lắm. Tao nói tối nay không đi là không đi, nghe chưa hả? Tại sao vậy chứ? Tiền đã kiếm đủ rồi, tại sao vẫn không chịu đi? Bộ mày biết sao? Tối mai đi, tối mai đi. Tối mai kiếm tàu cho tao. Dạ được. Hoàn cảnh sao hả? Sếp hai, Trần Ba này thì đáng chết. Không biết người nào có thù oán sâu nặng với nó, lại bắn ngay giữa đầu của nó. Còn phát hiện gì không? Là một nam một nữ. Chúng tôi đã lục soát trong nhà, những đồ mà họ cướp về đã bị mất sạch hết. Sếp à, có phải mấy thằng ma giáo khác tới dự không? Giải hết anh em đi lấy tin. Anh trai của tôi bị người ta giết chết. Cái gì? Tôi chính mắt nhìn thấy. Anh thấy cái gì? Tôi nhìn thấy có cây súng xuất hiện ngay sau lưng của ảnh. Rồi có người nổ súng bắn chết ảnh. Anh nhìn thấy tướng hung thủ giết chết ảnh không? Không thấy, chỉ nhìn thấy cây súng thôi. Anh đừng lo,
Tôi tin rằng cảnh sát nhất định bắt được người giết chết anh hai của anh. Bạn gái có biết chuyện này không? Tôi chưa có hề nói với bà. Má, khuya vậy còn chưa ngủ hả? Phải. Đảo kia mà vẫn còn thắp nhang. Không biết tại sao đột nhiên má thấy trong bụng bối rối, cho nên thắp thêm mấy cây nhang cho anh hai của con. Má ngồi xuống đi. Giờ này bệnh phong thấp của má thế nào? Má đã có tuổi rồi, phong thấp thì thường hay trở cơn. Thuốc dán phong thấp này rất là khá. Má thử đi hả? Con thiệt là ngoan, thiệt là tốt với má. Còn có bánh dẻo nữa. Sao ngộ vậy? Tối qua ở công viên cũng có một thanh niên đã tặng bánh dẻo cho má ăn đó. Tử Kiện à, má muốn đi phúng điếu anh hai của con. Ngày mai con đưa má đi nha, có được không? Dạ được. Má, đừng có đau buồn nữa. Má thiệt là vô dụng. Nghĩ lại chuyện xưa, má thiệt là không có tốt. Má đã hại chết anh hai của con. Không phải. Cái chết của anh hai không ở mới tới má. Không phải, là lỗi của má. Nếu như má trở về kiếm lại nó sẽ không có bị chết trong quả hoạn. Má đã hại chết nó. Má đừng có như vậy mà.